đây mình em tính 100 kiếp người. Ai tính 100 kiếp người? Thế giờ em bao nhiêu kiếp rồi? Em đang ở kiếp 22. Kiếp nào? Kiếp gần nhất là kiếp 22. Ừ, 22. 22 giờ kiếp nhất khoảng 65 đi. Là 125. 125 kiếp người thì kiếp nhất trước tổng vật gọi là 10 nữa thì 1.250 em lại trước tổng nguyên. Anh cứ tính đơn giản là mỗi năm liền kề mình 60 tuổi mới một kiếp khác, 6 tuổi kiếp khác. Sao mày chết ngay, người kia đã vừa để ai chết ngay. Chưa kể những kiếp nặng đồng bằng nữa thì em cũng nhiều lắm. Có trái chuẩn đi được chưa? Vâng, anh đi sang đây là Hạ Long rồi. Anh ở đây thành phố Hạ Long, nhưng bên này bãi cháy, bên kia Lòn Gai. Qua cầu sẽ Lòn Gai, anh chị có nhiều lúc nó tắm biển nhỉ? Dạ. Ô, tắm biển thì anh vào biển bãi cháy. Bãi cháy đây sẽ nào? Bãi cháy đẹp. Anh cứ chạy là khoảng tầm 4 cây nữa thì nó có ghi cái bãi biển bãi cháy vào đúng đấy. Ô, tất cả nhà nghỉ nó có đầy đủ. Không, anh có phòng cho bảo và anh vào cái thành đô cho nó đẹp. Thật rẻ. Tôi cứ để anh chị ở đây tìm phòng thoải mái, lấy nhiều phòng mà. Có gần bờ biển. Có gần bờ biển. Khách sạn mới. Khách sạn trong đấy, bờ biển anh chị nhá. Khách sạn đấy mới. Đô. Em cho chị cái số của chị. Đây là ngay gần bờ biển đấy, khách sạn của mình dân anh ạ. 8 4 4 6 6 8 Thạch Đô. Thạch Đô.